Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin kính chào quý anh chị khách hàng gần xa. Hôm nay là ngày thứ năm 28 tháng 10 năm 2021. Và thưa quý chị, hôm nay Mộc Nam Huy đã chuẩn bị sẵn ở xe hàng ở đây, chuẩn bị đi giao hàng cho các anh chị khách hàng đã đặt tại Mộc Nam Huy quý anh chị nhé. Và cụ thể thì hôm nay Mộc Nam Huy sẽ giao đi hai đơn hàng bán livestream cho anh Gia Hân Nguyễn và chú Cơ ở Dầu Tiếng, Bình Dương và ở Tân Biên, Tây Ninh. Vâng, đầu tiên đây là bộ ghế Minh Quốc Đào Chim Cột 12, tay nghề liền nguyên khối, mặt ván liền nguyên tấm, vân rất đẹp quý anh chị nhé. Bộ này Mộc Lam Huy làm ván liền là 2 phân và tay nghề là tay nghề liền quý anh chị nhé. Đây là bộ ghế Mộc Lam Huy trực tiếp giảm giá và bớt ở trong video livestream. Đây là sản phẩm có giá là 45 triệu. Và chiếc bàn trang điểm gỗ gõ đỏ giá 6,5 triệu. Hai sản phẩm này thì sẽ được bàn giao đến cho anh Gia Hân Nguyễn ở Tây Ninh. Vâng, và đây là hóa đơn của anh quý anh chị nhé. Hóa đơn đây, trong buổi tối livestream anh đã mua được bộ ghế này, được Mộc Lam Huy trực tiếp giảm giá 3 triệu trong livestream của ngày 26 tháng 10. Vâng, bộ ghế 6 món bao gồm một ghế băng dài, hai ghế đơn, một bàn hộc kéo, một đôn cao hộc kéo, một đôn thấp theo tiêu chuẩn chân đôn, chân bàn, chân ghế. Tất cả là dàn chân 12 quý anh chị nhé. Hàng thì đã chuẩn bị sẵn bên đây rồi, để bắt đầu anh em sẽ chuyển hàng lên xe để đi bàn giao cho anh Gia Hân Nguyễn quý anh chị nhé. Vâng, một bộ ghế được trực tiếp giảm giá trong livestream là 3 triệu. Anh Gia Hân đã mua được bộ ghế này. Tiếp đến một bộ bàn Minh Quốc Đào cột 12 trên chất liệu gỗ tràm bung vàng. Đây là một bộ ghế làm trong phân khúc giá rất bình dân tại Mộc Nam Huy. Giá rất là rẻ quý anh chị nhé. Nếu như không muốn nói là cực rẻ. Đấy, nguyên bộ 6 món cột 12 đây. Có giá của sản phẩm này chỉ là 9,8 triệu. Và cũng trong livestream của ngày 26 thì chú Cơ đã mua được bộ ghế này và Mộc Lam Huy trực tiếp giảm giá cho sản phẩm này là 300.000 quý anh chị nhá. Một bộ ghế 6 món rất là đẹp. Đây có giá chỉ 9,8 triệu quý anh chị ạ. Vâng, 9,8 triệu cho một bộ ghế. Với tất cả các sản phẩm này thì Mộc Lam Huy đều tặng kèm kính mặt bàn quý anh chị nhá. Trên hàng salon thì Mộc Lam Huy đều tặng kèm kính mặt bàn. Và bộ ghế bên đây cũng vậy, tất cả đều có kính mặt bàn hết. Và thêm những sản phẩm quà tặng cho tất cả quý anh chị khách hàng. Đó là bên của chú Cơ, bộ ghế gỗ tràm Mộc Lam Huy tặng chú một chiếc khay gạt tàn thuốc làm bằng gỗ hương đá nhá, hàng nguyên khối luôn. Và bên hàng của anh Gia Hân Nguyễn thì sẽ được tặng một chiếc gạt tàn và thêm nữa là một hộp khăn giấy. Mộc Lam Huy đã chuẩn bị sẵn các phần quà tặng cho quý anh chị ở đây. Vâng, trong livestream hàng tối Mộc Lam Huy luôn luôn là có các sản phẩm được giảm giá trực tiếp và công khai cho tất cả quý anh chị khách hàng. Quý anh chị có nhu cầu về đồ gỗ, quý anh chị muốn săn những cái sản phẩm giá rẻ trong livestream thì hàng ngày quý anh chị có thể vào trong kênh YouTube của Mộc Lam Huy. Đấy, từ 7 giờ tới 9 giờ Mộc Lam Huy livestream hàng ngày quý anh chị nhé. Vâng, và các sản phẩm này thì sẽ được anh em chuyển lên xe để bàn giao đến cho các khách hàng trong ngày hôm nay. Mộc Lam Huy xin được cảm ơn chú Cơ, cảm ơn anh Gia Hân đã ủng hộ Mộc Lam Huy các sản phẩm này. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại chú, hẹn gặp lại anh và tất cả quý anh chị khách hàng trong các video kế tiếp. Ở trong video Mộc Lam Huy đã báo giá rất chi tiết, công khai tất cả các sản phẩm rồi quý anh chị nhé. Nếu quý anh chị cần thêm thông tin gì xin cứ để lại bình luận ở bên dưới, Mộc Lam Huy sẽ trả lời và giải đáp tất cả những thắc mắc cho quý anh chị nhé. Riêng đối với những sản phẩm mẫu ghế này Minh Quốc Đào Chim cột 12 tay nghề liền này thì Mộc Lam Huy vẫn còn hàng mộc. Sắp tới Mộc Lam Huy sẽ đưa lên thêm còn 3 bộ nữa. Đấy, Mộc Lam Huy sẽ tiếp tục sơn và đăng bán giảm giá cho quý anh chị nhé. Quý anh chị nào mà chưa mua được những bộ ghế này thì có thể săn vào trong những livestream kế tiếp nhá. Ở đây Mộc Lam Huy còn sẵn 3 bộ quý anh chị nhá, 1, 2, 3. Quý anh chị nhìn tay ghê này đó, mặt ván liền đó, còn 3 bộ nữa. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video kế tiếp của xưởng gỗ Mộc Nam Huy.